Xin cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài Người hiện diện trong tâm trí bạn là ai. Nếu như bạn nhìn thấy cái video này, xem như bạn hữu duyên. Và mình chỉ nói điều cần nói chứ không phải nói điều bạn muốn nghe. Vì đây là trải bài chung, hy vọng các bạn tiếp cận trải bài một cách rất là cởi mở. Và có rất nhiều thông điệp trong lá bài thì các bạn tiếp nhận cái thông điệp nào phù hợp với mình nhất ha. Hôm nay chúng ta sẽ chọn một lá bài đại diện cho cái người hiện diện trong tâm trí bạn là ai. Sau đây các bạn có 10 giây để làm ha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Các bạn có thể chọn nhiều hơn một tụ bài cũng không sao hết á. Và mình sẽ dỡ hết ba lá bài này lên luôn. Đầu tiên là các bạn ở tụ 1, các bạn có lá là Nine of Pentacles, Hiệp sĩ tiền. Kế đến là các bạn tụ 2, các bạn có lá bài là Seven of Swords, Bảy kiếm. Tiếp theo nữa là các bạn ở tụ 3 có lá bài The Magician, nhà ảo thuật. Sau đây mình sẽ xin giải bài cho các bạn chọn ở tụ 1. Chúng ta bắt đầu ha. Xin chào các bạn ở tụ 1. Các bạn có lá bài là Nine of Pentacles, Hiệp sĩ tiền. Đây là một người thuộc là cung đốc như là kim ngưu, xử nữ hoặc là ma kết. Và đây là cái một người đã trưởng thành ha, thường có độ tuổi từ 20 tới 35 tuổi. Ổn định, đáng tin cậy, trung thành và kiên nhẫn. Cái người này có tham vọng, làm việc rất là chăm chỉ. Họ rất có tính để bảo vệ người khác và trung thực. Có thể cái người này sẽ rất là bảo thủ, hơi bướng bỉnh. Nhưng bản thân của họ là rất khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài. Và cái người này mang một cái năng lượng là họ rất là kiên quyết trong cái việc họ làm. Nhưng đôi khi cái suy nghĩ bi quan của họ cho thấy họ hoài nghi rất nhiều với đời sống tình cảm. Và bản thân của họ gặp rất là bế tắc trong cái việc anh ta thể hiện ra quyết định mà rất quan trọng cuộc đời mình. Sự kiên nhẫn và thận trọng rất nhiều lắm. Cho đó cái người này họ rất là cân nhắc cho ưu và nhược điểm khi bước vào tình cảm đối với bạn. Và bản thân của người này họ sẽ tập trung vào việc đạt được cái cuộc sống của mình, một lối sống rất là thoải mái. Họ sẽ làm việc rất là chăm chỉ, đạt được những cái thứ mà họ mong muốn. Và người này là một tiếp người rất là cẩn thận và thận trọng, không bao giờ lơ là hết á, luôn sống rất thực tế. Và họ miễn dịch với những cái lời hứa hảo quyền, tức là họ nói được làm được chứ họ không có hứa hẹn nhiều với các bạn. Tuy nhiên cái người này có phần ù lì và chậm chạp, luôn ưu tiên cho những công việc và có xu hướng là thiếu linh hoạt và rất dễ bị ám ảnh bởi cái chi tiết nhỏ. Và rất là ngoan cố khi mắc lỗi lầm, từ chối nhượng bộ ngay cả khi mình không đúng. Và đương nhiên là không bao giờ nhận là mình sai hết các bạn ơi. Và người này không thích thay đổi hay mạo hiểm. Khi thấy mối quan hệ của các bạn không tiến triển hay họ luôn có khuynh hướng là rời xa cái mối quan hệ này và không có muốn tiếp tục. Do đó các bạn phải đặt một câu hỏi là cái năng lượng của người này sẽ có ích cho bạn hay là sẽ làm tổn thương bạn. Bản thân người này luôn luôn tiêu cực, luôn suy nghĩ rất u ám về mọi chuyện. Họ luôn luôn từ bỏ rất là quá sớm và họ rất là lười biếng khi phải lắng nghe một ai đó. Cái quan điểm của họ là thiên về chủ nghĩa hoàn hảo, khiến cho cái không khí xung quanh của họ rất là ảm đạm và tuyệt vọng. Và có nhiều khả năng là các bạn sẽ nhận được tin tức từ người này sau một thời gian bạn chờ đợi. Và về tình yêu thì lá bài này nó cũng hàm ý là về trách nhiệm và nghĩa vụ của hai bên. Bởi vì tình yêu không phải lúc nào cũng có sự mê đắm và lãng mạn. Nó sẽ được thực sự xây dựng bởi việc hai lòng sẵn sàng hợp tác với nhau để vượt qua cái thử thách và xây dựng được cái mối quan hệ bền vững. Nếu như họ rời xa bạn bởi vì họ không có dám thay đổi suy nghĩ của mình và hành động theo lối mòn, bởi vì họ không dám thử điều mới mẻ, họ cần phải đánh đổi một điều gì đó để có được một cái nhìn và được một cái tình yêu mà họ mong muốn. Và thông điệp của lá bài là hy vọng là họ sẽ thay đổi để họ được tốt hơn và hãy ngừng kiểm soát những cái suy nghĩ quá tiêu cực của mình. Xin chào các bạn chọn lá bài ở tụ 2. Lá bài của các bạn đó chính là Seven of Swords, Bảy kiếm. Và có lẽ những cái người này thuộc là nhóm khí như là Song Tử, Bảo Bình hoặc Thiên Bình nha các bạn. Và cái người này thuộc một cái năng lượng là cái người muốn tách biệt ra khỏi cái thế giới của người khác. Họ bước ra cái cộng đồng đại diện cho một phong cách là công cách sói đơn độc, mong muốn mình được bay nhảy và tự do một mình. Họ muốn mình đơn độc trong hành động bằng hoàn toàn sức lực của họ. Họ khám phá và tìm tòi, giải quyết mọi vấn đề bằng chính sự thông minh và nguồn lực riêng của bản thân mình. Cái người này tin rằng họ sẽ thành công bởi vì anh ta phớt lờ những cái nỗ lực của người khác
và những sự ảnh hưởng từ người khác. Do đó nếu như các bạn kiềm chế cái người này, tất nhiên sẽ dẫn đến cái mối quan hệ của bạn rất là xấu. Bởi vì cái tư tưởng của người này là né tránh một cái gì đó mà gắn kết. Họ muốn cái tư tưởng của mình chỉ có một mình mà thôi. Do đó đây có thể là gây rắc rối cho họ rất là nhiều. Bởi vì chúng ta không thể hạnh phúc và phát triển về lâu về dài nếu như không có sự hợp tác của người khác. Một gia đình không có thể có một người, phải cùng hai người thì mới tạo nên hạnh phúc cho một cặp đôi đó. Và bản thân cái người này đang chạy trốn một điều gì đó, những cam kết và trách nhiệm về tình cảm và hoặc là công việc. Họ rất là chần chừ và để cho những cái vấn đề trôi đi thì họ không muốn giải quyết nó. Họ đối mặt với những vấn đề là họ chạy trốn đi các bạn. Và bản thân của họ để lại cái sự tổn thương cho bạn rất là nhiều, khiến cho mọi thứ trở nên rất là tồi tệ cho chính họ và cho chính bạn. Bởi vì bằng cách họ chạy trốn thì không có giải quyết được gì hết á. Bởi đây một cái sự họ gây ra sự mất danh dự, một cái lựa chọn mà bạn hoặc là họ không có chịu đưa ra cái thực sự công bằng cho mối quan hệ của cả hai. Đôi khi cái lỗi lầm trong mối quan hệ chỉ là những lỗi nhỏ thôi, nhưng mà họ lại làm lớn cho nghiêm trọng hơn. Cái vấn đề ở đây là họ phải suy xét kỹ lưỡng cái điều gì mà làm cho bạn bị tổn thương và sẽ nhẩm nhắm cái lòng tự trọng của bạn bị mất đi rất là nhiều từ cái sự bỏ trốn của người này. Và năng lượng của người này là một cái năng lượng đại diện cho sự lừa dối, thủ đoạn, gian dối và rất là thiếu sự lương tâm. Họ thao túng tinh thần và sẵn sàng trốn thoát, rời bỏ những cái mối quan hệ mà họ muốn bỏ đi một cách rất là tàn nhẫn. Và trong mối quan hệ khi xưa của hai bạn thì có dấu hiệu cái sự không chung thủy trong mối quan hệ này. Trong mối quan hệ của hai bạn biểu thị có một bên thứ ba đang cố gắng khuấy động và phá hoại mối quan hệ của bạn khi xưa rất là nhiều. Và lời khuyên là các bạn phải thực sự là chính mình, đừng để cho mình bị tổn thương bởi người này. Bạn phải cần từ bỏ, bạn hãy đặt niềm tin vào chính bạn nhiều hơn. Xin chào các bạn đã chọn tụ ba. Và lá bài của các bạn chọn đó chính là lá bài The Magician, nhà ảo thuật. Và người này đại diện cho nguyên tố khí là Bảo Bình, Thiên Bình và Song Tử nha các bạn. Đây là một người có khả năng rất là điêu luyện trong công việc và tình cảm của họ. Họ biết về những điều đó nên ra họ sử dụng cái năng lực của mình rất là chuyên nghiệp. Họ sử dụng hết tất cả cái nguồn lực để vận hành chúng để cho họ đạt được những thứ gì mà họ mong muốn. Nếu có bất cứ cái việc gì mà cần làm thì người này sẽ làm được. Bởi vì họ tập trung cái khả năng mà chọn đúng người, đúng việc. Ngay cả khi họ sẽ sử dụng những cái mánh khóe để thao túng cái tình cảm và công việc của họ. Tuy nhiên cái tôi của người này rất là lớn, cũng như khả năng của họ, bởi vì cái người này rất là tự cao. Khi cái lá bài này xuất hiện, chứng tỏ cái người này có khả năng thao túng, xảo quyệt, láo lĩnh và đầy mánh khóe. Bởi vì họ là một người rất là chuyên nghiệp trong tất cả mọi mặt. Nên về tình cảm, đây là một đối tượng hoàn hảo trong tình yêu. Họ hiểu rõ khả năng của mình và thực hiện một cách nhìn nhuyễn khi bạn rơi vào cái lưới tình rồi. Đó chỉ sự hấp dẫn và thấu hiểu và thông cảm thôi. Bạn hoàn toàn cái mê đắm vào đối phương rất là nhiều nha. Cái tôi của người này rất là cao. Đôi khi cái chuyện tình cảm họ bị thắng thu rất nhiều đối với bạn. Đây là một người khôn khéo, do đó cái mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của họ hết á. Và đối với bạn, bạn xem cái người này rất là ấn tượng, bởi vì họ thông minh và trí tuệ của họ gây ảnh hưởng cho bạn rất là nhiều. Và cái người này đã từng rất là nghiêm túc với bạn và có ý định rất là tốt và đối xử với bạn rất là tốt khi xưa nha. Có thể cái tình cảm của bạn không đạt được như ý muốn, bởi vì cái người này đã thể hiện cái sự hiểu biết và sự tin cậy của mình để cố gắng lợi dụng hoặc là thao túng bạn. Do đó bạn phải cẩn thận với những cái mánh khóe, cũng như cẩn thận với những người bạn đã tin tưởng khi xưa. Tất cả đều nằm ở chỗ là họ rất ích kỷ và họ muốn cho riêng họ mà thôi. Và lời khuyên của lá bài là các bạn đừng có nên hoài nghi về tình yêu nữa. Bởi vì trong tình yêu, nếu bạn cảm thấy không bao giờ thu hút được bất kỳ ai đến cuộc sống, nếu như bạn có sự hoài nghi, đừng mất cái niềm tin. Bạn hãy luôn luôn lạc quan và gửi tình yêu và ánh sáng ra thế giới. Cuối cùng bạn sẽ cũng thu hút những điều gì đó trở lại với bạn mà thôi. Và bạn nên cần sự chỉ dẫn từ người khác nữa nha các bạn. Tiếp theo là những cái điều mà cả ba lá bài đều muốn nói với bạn. Đầu tiên, cái người muốn nói với bạn ở tụ bài số 1 đó là: trong mối quan hệ, cả hai chúng ta đều biết là tôi không phải là cái người dành cho bạn. Ở lá bài thứ hai là họ không có thể ngăn cản cái sự suy nghĩ về bạn. Ở lá bài thứ ba là họ biết rằng cái thời điểm đó không có đúng với cả hai chúng ta, dẫn đến hai chúng ta chia tay.
mình kết thúc trải bài ở đây. Mình xin cảm ơn các bạn đã xem video.